Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 31 trong loạt clip hướng dẫn luyện tập Côn Nhị Khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Tại clip thứ 31 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn 11 đòn kẹp nách tấn công. Ok, mình sẽ về thế thủ kẹp nách thế này và bạn Đức đội mũ vào để mình phân thế luôn cho các bạn nhé. Đòn thứ nhất các bạn cần tập đó là hất từ dưới lên rồi đưa về kẹp nách như sau. Đơn giản, hất đưa về kẹp nách, phân thế. Trong chiến đấu chúng ta sẽ đứng tấn như thế này, sau đó đánh di chuyển nhá. Đây, di chuyển này, đưa về kẹp về, cũng có thể đánh thêm một cái nữa và tức có thể lùi khoảng một bước rồi dừng đó. Đây, mình thủ như này. Khi các bạn chiến đấu bằng cách là kẹp côn ở nách thì một lời khuyên đó là các bạn để cái chân vào bên phía tay cầm côn là hướng lên trên như thế này, như thế này đó, và nhún chân xuống như thế này để chúng ta có một vật để di chuyển qua lại hoặc di chuyển sang đây. Đấy, các bạn nhớ nhá. Đây, phân thế của cái đòn thứ nhất, hất từ dưới lên, tiến lên đánh xuống như này đó, sau này lên này, đánh xuống đó, lên này, đó, lên đó. Đấy là đòn hất từ dưới lên, tiếp tục bạn cứ đứng nguyên đấy. Tiếp tục là đòn mổ ở trên xuống, tức là đánh ở trên xuống khi kẹp nách như sau này. Đây, các bạn đứng như này, các bạn dương côn lên, sau đó mổ thế này, mổ trên xuống vào phần phía trên đỉnh đầu như thế này. Đây, mũi hoặc đỉnh đầu, đây là nó khi rút côn ra này, côn bay lên cao, bay trúng mục tiêu và vuốt xuống về nách, đưa lên đánh vuốt xuống rồi về kẹp nách. Ok, đây nhìn nhá, đó đánh này, đó tức là các bạn vòng lên trên đánh xuống sau đó đưa về nách. Đây, mình sẽ đứng vào gần cho các bạn xem này. Đây, thủ côn như này, đánh lên đánh. Khi kẹp nách, dây côn các bạn luôn luôn để căng, không để trùng nhé, mà không để thấp quá như này. Chúng ta cố gắng để dương lên như này, đó, đánh lên cao, đưa về, đánh lên, đánh xuống, đưa về, đó, thân thế như này này, kẹp đánh này, đó, thế nhá. Tất nhiên là đối thủ không bao giờ đứng im cho chúng ta để chúng ta đánh như này đâu, nhưng mà đây là mình đang hướng dẫn cho các bạn luyện tập. Còn để chiến thắng đối thủ thì các bạn cần phải di chuyển cái chân nhịp nhàng và bắt đúng nhịp để có thể hạ gục đối phương bằng những cái đòn mà các bạn tập luyện quen rồi nhé. Tiếp, mình đánh lại động tác này này, đưa lên, đó, đánh trên xuống. Cái đòn này ưu điểm của nó là lực nó giật xuống cực kỳ mạnh. Đến đây này, chúng ta giật một cái, chúng ta đưa về đây, vẩy cổ tay cực kỳ mạnh, nhưng mà cái nhược điểm của nó ấy, sẽ bị chậm đòn một chút, tức là chúng ta mất công đưa lên cao, chúng ta vòng đưa về, vẩy vòng đưa về như này đó. Nhưng mà nói thật với các bạn là nói là chậm như vậy thôi, nhưng mà để mà bắt được hay né tránh được thì cũng hơi khó, tại vì là chúng ta mổ rất là nhanh và kẹp nách có 11 đòn nhưng mà thì không biết là sẽ ra đòn nào cả, nên là để mà tránh được những cái đòn này thì nó sẽ không phải ai cũng tránh được ngay đó. Nhưng mà cái nhược điểm của nó, tại sao lại có nhược điểm, nó sẽ chậm hơn đòn thứ ba. Đòn thứ ba này sẽ là đòn, cũng là đòn mổ, nhưng mà nó sẽ mổ thẳng. Các bạn chú ý này, chúng ta đứng này, chúng ta sẽ phóng côn không đưa lên cao mà là để côn thẳng như này, kéo côn thẳng ra, cái côn bay ra mổ vào mặt hoặc vào ngực của đối phương, sau đó chúng ta giật về đây như này đó, mổ cái đường ra nó cực kỳ là gọn, ra sau đó lại đưa về luôn. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đây này, mình sẽ mổ đây nhá, mổ. Đối với côn dây càng dài thì mổ càng thích, dây ngắn thì lại càng khó mổ. Dây ngắn như này mình cầm xuống đôi một chút đó, nó sẽ ra này, mổ cái này lao ra và mổ vào cái điểm chúng ta cần đánh, sau đó ta đưa về đây như sau này đó, mổ ra. Lúc đấy cái dây côn này sẽ chịu tải giật đấy nhá, đánh ra này bùng trúng này, rồi đưa về đánh ra giật một cái đưa về đấy. Bây giờ mình sẽ đánh vào mục tiêu là mặt. Đây, mình thủ như này. Ok,
mổ này, đó, mổ này, đó, đó. Khi đó cái này nó ra cực kỳ nhanh, phóng ra giống như là cái con rắn hổ mang, một cái phóng ra như vậy. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đòn kém nách thứ tư, đó là bạc ngang từ trong ra ngoài, nó rất là thuận tiện. Đây, mình kẹp như thế này, bạc ngang từ trong ra, xong mình đang đứng thủ này, mình bạc ra như này, rất đơn giản. Đây, bạc ngang từ trong ra, đó, đây nhá, của anh, ui, đánh này, đó, bạc ngang từ trong ra. Tiếp theo là đòn bạc từ ngoài vào như thế này. Đây, với đòn bạc từ trong ra rất là thuận tiện khi các bạn ép sang đây, đây, ép sang đây, đánh sang và kẹp, khi kẹp đẩy tay ra như này thì cái đòn ngược lại đó là bạc từ ngoài vào ấy, nó sẽ hơi khó rút một chút. Vì thế nên là một là các bạn đưa nhả côn ra khỏi nách này, đưa lên cao, sau đó các bạn đánh sang thế này. Hai là các bạn để ngửa tay ra này cho thân côn nó thoát khỏi nách rồi lăn ra rồi đánh vào mục tiêu. Thì khi mà đánh ra như này, các bạn đánh bạc lại cái nữa rồi về kẹp nách, đó, thế xong này, ốc, đó, ốc, đó, mình kẹp này, mình đánh sang này, trúng này, sau đó bạc lại một cái nữa, đó, đây là bạc từ ngoài vào, đó. Tiếp theo là mình sẽ vụt chéo, khi kẹp nách vẫn có đùn đòn, vụt chéo như này, chéo xuống, vít sang, đưa về, chéo xuống này, vít xuống dưới, nó đánh thành đường chéo như này nhá. Đây, đây là đòn thứ 6, như sau, vít này, đánh xuống đây này, đưa lên vai trái, cái nữa xoay, đưa về đây, đó, đánh này, đó, đánh chéo, đó, như sau, chéo, đưa về đây, đánh chéo này, đưa lên này, đánh chéo, đưa về, đó, đánh này. Đó, đòn thứ 7 đó là nhả côn ở phía ngoài rồi vít ngược lên, đánh như là cầm cái mã tấu phạt ngược từ dưới lên như thế này, này. Đây, thường người ta cầm đao và mã tấu sẽ dùng đòn này rất là nguy hiểm. Như sau, đây, đánh phạt từ dưới lên là trẻ, từ dưới trẻ lên trên như thế này. Thì cái, rồi cái côn mình cũng sẽ đánh đòn tương tự như vậy để đánh vào hạ bộ, đánh vào ngực hoặc đánh vào cằm đối phương. Đó, giờ mình sẽ đánh vào cằm này như sau này, mình đang kẹp nách như này đúng không, mình nhả ra ngoài, sau đó mình hất ngược lên đây như sau này, đây, nhả ra hất ngược lên rồi bạt về kẹp tiếp, nhả ra, để nhả ra này, để nhả ra tốt này, các bạn ngửa tay ra, ngửa tay ra này cho côn nó vút ra đây, sau đó thả côn xuống dưới rồi đánh ngược lên trên. Ok nha, bây giờ mình dẫn này như sau này, nhả ra đánh này, hất xuống đấy, hất ngược lên rồi hất xuống để đánh này, hất ngược lên rồi đánh xuống đấy, bạc hất lên rồi hất xuống đấy. Đấy là các động tác mà kẹp bằng nách trước. Tiếp theo chúng ta sẽ kẹp nách sau. Khi kẹp nách sau như thế này, đây các bạn để như này nhá, các bạn đưa về kẹp đằng sau như này, rất đơn giản thôi. Sau đó này, chúng ta đánh số 1, đây, đang thủ này, chúng ta đánh số 1, thẳng xuống, sau đó đưa lên, kẹp luôn, đây này. Đó, đánh này. Đó. Đó, rất là thuận tiện, bởi vì sao? Mình đang kẹp như này, mình kéo lên thì có sức căng như này, mình chỉ được bung ra và đưa về, rất là đơn giản thôi, đúng không? Chú ý này, thậm chí này, đánh xuống này, hất lên, chúng ta cũng đánh được vào đối phương. Tiếp theo là động tác thứ 9, chúng ta kẹp nách sau và vụt chéo xuống hông trái. Đấy, đấy nhá, đánh này, vụt chéo, sau đó đưa về đây, lên, kẹp, đây này, vụt chéo này, xuống hông trái, sau đó đưa lên, vụt chéo cái nữa, xoay số 0 rồi đưa lên, đây, như sau này, vụt này, vụt này, xoay này, đấy, chú ý nhá, vụt này, vụt này, lên, đó, chúng ta lại về, chúng ta lại kẹp vào đây,
Tức là vẫn là kèm nách sau nhưng mà nó sẽ không phải là vụt thẳng thế này mà chúng ta sẽ vụt chéo thế này nhá. Ok, tiếp theo động tác tác thứ 10, kẹp nách sau. Ok, chúng ta vòng qua đầu như này. Đánh. Đó, nãy giờ chúng ta đánh theo chiều này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vòng qua đầu như này. Đánh qua đầu. Đánh theo chiều ngược lại nhá. Quý này. Đấy. Đó. Sau. Lên này, đánh theo chiều ngược lại. Vòng côn qua đầu nhá. Đây. Vòng côn qua đầu. Đánh sang, tôi về kẹp tiếp. Vòng đánh qua đầu, kẹp tiếp. Ok. Đó. Đây. Đấy. Đó, đòn thứ 11 sẽ là kẹp nách sau, nhả rồi vít ngược lên. Đấy, vít ngược lên giống như cái đòn đấy chúng ta vít ngược thế này, nhưng mà đây là kẹp nách sau như sau này. Vít này, rất là thuận tiện. Sau đó đánh về, kẹp, đấy nhá. Đánh ngược xuống bên này, vít bàn xuống này, va vào, rồi lên, đây như sau. Vít ngược lên này, vít xuống cái nữa, va vào đấy. Kẹp rất đơn giản đúng không? Đây. Ok. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đánh liên tiếp khi kẹp nách ở một số động tác như sau. Đây. Chúng ta có thể tập kẹp nách hai côn này, chúng ta hất ngược lên rồi đưa về. Hất ngược lên đưa về. Hoặc là động tác mổ này, mổ như sau này. Mổ là cùng có mổ từ trên xuống. Đây, liên tiếp này. Như sau, ví dụ đây là đối phương này, mình sẽ mổ liên tiếp nhá. Mổ này, mổ này, mổ, 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 mổ. Đó là mổ trên xuống như này, sau đó khi côn này nhá, côn này đưa về đến nách thì là côn này phóng ra luôn. Đó, chúng ta sẽ mổ được liên tiếp. Đó, cũng có thể mổ thẳng này, mổ thẳng này, sau đưa về, mổ thẳng, đưa về. Sẽ như sau này. Mổ, mổ, mổ. Tức là chúng ta mổ thẳng ra đằng trước. Đó. Đó là 11 chiêu từ động tác kém lách. Ok.